Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị theo dõi chuyên đề an toàn giao thông của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Trong chuyên đề hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn về thông tư số 24 năm 2023 của Bộ Công an quy định về cấp thu hồi đăng ký biển số xe cơ giới đã có hiệu lực thi hành. Thông tư này cho phép người sở hữu xe chưa sang tên đổi chủ, mua xe cũ có thể sang tên xe chính chủ nhanh chóng. Thông tư trên quy định các trường hợp cụ thể như sau: trong trường hợp người mua xe có đầy đủ giấy tờ chứng nhận đăng ký xe, biển số xe, giấy tờ mua bán có công chứng chứng thực, thì người mua xe đến cơ quan quản lý hồ sơ xe để làm thủ tục thu hồi thay cho chủ xe. Trường hợp không có giấy tờ mua bán có công chứng chứng thực thì người đang sở hữu xe cũng phải đến cơ quan đăng ký xe đang quản lý hồ sơ xe đó để làm thủ tục thu hồi, sau đó đến cơ quan đăng ký xe nơi mình cư trú làm thủ tục sang tên xe. Trường hợp có chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của chủ xe và chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người bán cuối cùng thì cơ quan đăng ký xe giải quyết trong 2 ngày làm việc, tránh kéo dài thời gian làm ảnh hưởng đến người đi làm thủ tục. Trường hợp không có chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của chủ xe và chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người bán cuối cùng thì thời hạn giải quyết là 30 ngày. Trong thời gian đó, cơ quan đăng ký xe phải tra cứu tàn thư mất cấp thông tin công khai. Trường hợp mua bán xe cũ, người mua xe cần lưu ý thỏa thuận với chủ cũ của xe về thủ tục thu hồi trước khi làm thủ tục sang tên xe chính chủ để tránh phát sinh thêm tiền phạt nếu xe đã từng bị xử phạt vi phạm hành chính. Thông tư 24 quy định trách nhiệm của chủ xe trong suốt quá trình sử dụng, chủ xe phải làm thủ tục thu hồi biển số cà vẹt xe trong vòng 30 ngày kể từ ngày chuyển quyền sở hữu. Nếu chủ xe không làm thủ tục thu hồi sau khi chuyển quyền sở hữu xe thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hành vi vi phạm liên quan đến xe đó. Thông tư này bảo đảm quản lý xe chính chủ, quy định trách nhiệm của chủ xe phải khai báo làm thủ tục thu hồi khi sang tên chuyển quyền sở hữu xe, từ đó biển số định danh giúp cho cơ quan nhà nước trong công tác quản lý được chặt chẽ, nhanh chóng, thuận lợi, giảm thiểu nguồn nhân lực, tiết kiệm thời gian. Nhiều người thắc mắc trường hợp đi xe không chính chủ hay xe đứng tên người khác, trong đó bao gồm cả xe mô tô và xe ô tô tham gia giao thông mà bị cảnh sát giao thông dừng xe kiểm tra thì cần xuất trình các loại giấy tờ gì để không bị phạt. Thông thường, cảnh sát giao thông chỉ kiểm tra giấy đăng ký xe, giấy phép lái xe và bảo hiểm đối với người đi xe máy khi tham gia giao thông. Theo đó, công an chỉ xử phạt lỗi không sang tên xe theo quy định trong trường hợp thông qua điều tra, giải quyết tai nạn giao thông và qua công tác đăng ký xe. Do vậy, trường hợp đi xe không đứng tên mình trên giấy đăng ký, có thể là chồng đi xe của vợ, vợ đi xe của chồng, con đi xe cha mẹ, đi xe của bạn bè, đi xe người quen, đều không liên quan đến lỗi không sang tên xe theo quy định. Khi người dân chạy xe ô tô đứng tên người khác tham gia giao thông mà bị cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe xuất trình giấy tờ, thì chỉ cần xuất trình các loại giấy tờ sau: giấy đăng ký xe, giấy phép lái xe, giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Theo thông tư số 24 năm 2023 của Bộ Công an, trong vòng 30 ngày kể từ ngày làm giấy tờ bán xe, chủ xe phải làm thủ tục thu hồi. Trường hợp quá thời hạn trên mà chủ xe không làm thủ tục thu hồi hoặc giao chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cho tổ chức cá nhân nhận chuyển quyền sở hữu xe làm thủ tục thu hồi, thì trước khi giải quyết, cơ quan đăng ký xe ra quyết định xử phạt đối với chủ xe về hành vi không làm thủ tục thu hồi. Mức phạt không làm thủ tục thu hồi giấy đăng ký xe, biển số xe theo quy định là từ 800 đến 2 triệu đồng đối với xe mô tô, và từ 2 triệu đồng đến 4 triệu đồng đối với xe ô tô. Đối với tổ chức, mức xử phạt trên là gấp đôi. Chiều ngày 29 tháng 2 vừa qua, Cục Đường thủy Nội địa Việt Nam phối hợp với Ban An toàn Giao thông tỉnh cùng với các ngành địa phương liên quan đến kiểm tra việc hạn chế giao thông đường thủy trên sông Ông Đốc trong thời gian diễn ra diễu hành lễ hội Nghinh Ông năm 2024 tại thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời. Vào ngày 24 tháng 3 nhằm ngày 15 tháng 2 năm 2024 âm lịch, luồng giao thông thủy qua khu vực diễu hành từ cảng cá Sông Đốc đến cửa biển sông Ông Đốc bị hạn chế trong khoảng thời gian từ 9 đến 17 giờ. Tại khu vực diễu hành lễ hội có bố trí hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa và lực lượng điều tiết khống chế hướng dẫn giao thông thủy. Các phương tiện thủy khi lưu thông đến khu vực này phải tuyệt đối tuân thủ theo sự chỉ dẫn của hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa và lực lượng điều tiết khống chế đảm bảo giao thông đường thủy tại hiện trường.
Đối với phương án đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong thời gian diễn ra lễ hội Nghinh Ông Sông Đốc năm 2024, các đơn vị phối hợp bố trí các lực lượng đi trên cano để làm công tác phân luồng, giải tỏa chướng ngại vật, phương tiện khác neo đậu hoặc di chuyển trên luồng gây cản trở đoàn diễu hành. Dùng loa tai phát tín hiệu cho các phương tiện đang lưu thông cùng chiều ngược chiều di chuyển vào bờ không gây cản trở giao thông. Đồng thời tuyên truyền vận động người tham gia giao thông không được di chuyển gần hoặc va chạm vào phương tiện chở long đình để lấy lộc, tránh gây nguy hiểm cho người và phương tiện hành lễ. Lễ hội Nghinh Ông Sông Đốc được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia theo quyết định số 600 ngày 3 tháng 2 năm 2021. Lễ hội diễn ra từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 2 âm lịch hàng năm. Qua đó, cũng nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tâm linh trong cộng đồng ngư dân làm nghề biển, đồng thời bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống đã được duy trì và phát triển gần một thế kỷ qua. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Bến xe khách Cà Mau phối hợp với đội thanh tra giao thông số 1 thuộc thanh tra giao thông tỉnh cho tài xế xe chở khách nói chung và tài xế xe chở khách đường dài liên tỉnh nói riêng thực hiện cam kết không vi phạm pháp luật, đặc biệt là đối với giờ lái xe của tài xế xe chở khách đường dài. Chính việc kiểm tra xử lý lái xe thực hiện cam kết thường xuyên khi xe nhập bến và xuất bến đã góp phần đảm bảo an toàn cho hành khách trong quá trình lưu thông. Ông Lâm Minh Cảnh là tài xế lái xe khách đường dài của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải Tuấn Hưng. Trước khi xuất bến, ông Cảnh phải đến phòng điều hành bến xe khách Cà Mau để trình báo tuyến hoạt động của mình. Theo đó, khi xuất phát đi liên tỉnh, trong trường hợp chạy tuyến Cà Mau - Cần Thơ, thì ông được phép chạy với một tài xế. Nếu phương tiện đi từ Cà Mau ra các tỉnh ngoài Cần Thơ có chiều dài hơn 300 km, thì bắt buộc công ty phải đổi tài xế tại trạm dừng chân hay tại bến xe của tỉnh khác. Trong trường hợp không thực hiện theo quy định thì hành khách đi trên phương tiện do ông Cảnh điều khiển có quyền phản ánh với công ty hoặc ngành chức năng thông qua số điện thoại đường dây nóng đã có sẵn trên xe. Thực tế cho thấy, đối với các công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã đăng ký hoạt động vận tải hành khách đường dài liên tỉnh, quản lý giờ lái của tài xế rất dễ dàng thông qua thiết bị giám sát hành trình. Do đó, tình trạng tài xế điều khiển phương tiện quá giờ hay quá số km là rất ít xảy ra, ngoại trừ trường hợp cố tình. Chạy không quá là 300 cây đó, thì theo của sở giao thông đưa ra. Thì phải đảm bảo là thời gian nghỉ ngơi để cho an toàn. Hàng ngày, bến xe khách Cà Mau có khoảng 400 lượt xe chở khách xuất nhập bến, trong đó đa phần là xe chở khách đường dài. Theo quy định, mỗi xe chở khách đường dài, tuyến miền Nam có 2 tài xế, tuyến Bắc Nam phải có 3-4 tài xế, tùy theo cự ly, đoạn đường di chuyển. Trong quá trình lưu thông, ngoài đảm bảo các điều kiện an toàn trên xe, thì giờ cầm tài của mỗi tài xế được giám sát rất chặt chẽ. Bởi lẽ khi tài xế điều khiển phương tiện quá giờ, thì nguy cơ xảy ra va chạm, tai nạn giao thông là rất cao. Do khi đó, họ không tập trung, thiếu sự quan sát. Trong nhiều nội dung kiểm tra đối với tài xế xe khách đường dài, bến xe khách Cà Mau chú ý đến việc kiểm soát vé cho hành khách, kiểm tra các giấy tờ bắt buộc của tài xế, đặc biệt là nghiêm cấm tài xế vi phạm nồng độ cồn, có tiền sử sử dụng chất ma túy hay vi phạm giờ cầm lái. Nếu lái xe vi phạm cam kết, vi phạm luật hay nghiêm trọng hơn là để xảy ra va chạm, tai nạn, sẽ bị xử lý nghiêm theo luật định. Trong trường hợp này, tài xế sẽ bị tước giấy phép lái xe và không được điều khiển phương tiện. Xe thì chạy trên 300 cây thì được 2 tài, mà trong thời gian hoạt động thì 4 tiếng sẽ đổi tài một lần. Tài xế xe khách đường dài là người quyết định trực tiếp đến sự an toàn cho tất cả hành khách đi trên xe. Chính vì vậy, mỗi người cầm lái cần chạy đúng luật, đúng quy định và đảm bảo các điều kiện an toàn trong suốt quá trình lưu thông, đồng thời phải thực hiện nghiêm và nằm lòng câu cam kết, xem tính mạng con người là trên hết. Có tên đường nhưng không có đường. Tên đường mà sao không có cái đường? Đó đường Chuông Phùng Xuân kéo dài từ là cầu Gành Hào về tới dưới giáp với xã La An mà không có cái đường.
Đường thì không, mà tên đường thì đã có tên đường Chu Phụng Trưng, nào giờ mà không có đường đi. Thì dân ở địa phương này rất là bức xúc. Đó là thực tế tồn tại 49 năm qua trên tuyến đường được đặt tên Trương Phùng Xuân, khóm 5, phường 8, thành phố Cà Mau. Bà Nguyễn Thị Mịnh, 84 tuổi, bà sống mấy chục năm tại đây cho rằng nhiều nơi trên địa bàn tỉnh đã có đường ô tô về đến tận nhà. Thế nhưng, ngay phường trung tâm thành phố Cà Mau thì lại không có con đường để đi. Rồi đi sao được đâu, ta cũng chạy từ từ đó, đó. Vô trong tới lại an ta, khúc trọng ta có đường lộ lớn rồi. Trên đây đi khỏi trọng chút là có lộ lớn rồi đó. Ở đây giờ giáp ranh với lại an nè. Ông Phan Như Anh, 70 tuổi, cũng có nỗi niềm tương tự. Nhìn tấm bảng với ký hiệu số nhà 9B, đường Trương Phùng Xuân, tổ 1, khóm 5, phường 8 đã mờ dần theo thời gian. Thế nhưng, 49 năm qua, đường vẫn chưa được làm khiến ông rất bức xúc. Dân cũng yêu cầu mong mỏi là cái này làm sao chính quyền địa phương đó, để làm con đường này cho dân thông suốt đi tới lui việc kia trên con đường làm ăn và học sinh đó, được đến trường, cấp sách đến trường đó, như mong mỏi. Nhiều hộ gia đình sống trên tuyến vẫn không ngừng mòn mỏi trong chờ con đường được xây dựng để việc đi lại thuận tiện, dễ dàng. Nó quá trời là mùa mưa nó bị ngập, ngập úng đi lại khó khăn, con cháu nó đi học khó khăn. Rồi thêm cái là người ta đổ, chỉ đổ, đóng góp rồi đổ, chỉ con đường nhỏ để đi thôi. Cái lộ đây thì dân tự bỏ tiền ra làm, nhưng mà nó nhỏ chứ không có lớn, tại vì dân không có nhiều tiền, rồi ví dụ mưa xuống là mưa nước ngập. Đường này là tự dân ở đây là góp sức, hư chỗ nào giá chỗ nấy rồi đặng đi lại thôi. Đi rất là khó, mỗi lần mà nếu có cái năm mà tới mùa nước nổi thì từ cái đoạn này lên tới cái đoạn phía sau lộ D đều ngập nước hết. Người dân đã nhiều lần làm đơn phản ánh để ngành chức năng, chính quyền địa phương xem xét đầu tư xây dựng con đường, thậm chí còn tự nguyện hiến đất, tự tháo dỡ di dời cây cối, hoa màu bị ảnh hưởng khi làm đường. Các cấp ngành đã cho một con đường là ô tô tới nhà để cho thuận tiện việc làm ăn, và theo cái là như già cả, cha mẹ bệnh hoạn, cái xe cấp cứu hoặc là taxi nó vô nó vận chuyển nó thuận lợi cho nhanh, chứ để mỗi một lần á đi bệnh hoạn cái mới lấy chiếu bắt ginh qua sông, ảnh là điện xe vô bắt ginh qua sông mà chỉ kiếm chiếc xuồng là chẳng ai luôn. Yêu cầu lên cấp trên như là ủy ban tỉnh, ủy ban thành phố vậy đó, thì gót xuống với địa phương một số vốn để hỗ trợ cho địa phương làm cái lộ cho bà con đi tới lui thuận lợi, cho các em học sinh nó đi cho nó dễ dàng. Bà con ở đây mong muốn là chính quyền các cấp và bên các anh lãnh đạo thì có một cái biện pháp để hỗ trợ và giúp đỡ cho người dân ở đây có cái con đường nó 3 mét để con em sau này nó đi đến trường, đến lớp nó dễ dàng, hoặc giả là những cái bệnh khó khăn trong cái điều kiện mà vận chuyển, di chuyển đi qua bên sông thì mỗi lần nửa đêm, nửa hôm thì phải đi bằng phà, bằng xuồng. Ngày 18 tháng 9 năm 2023, tập thể nhân dân tại khóm 5, phường 8 đã có đơn yêu cầu làm đường bê tông xi măng chạy dọc theo sông Tắc Thủ, đoạn từ cống Bà Cai đến cuối khóm 5, với bề rộng mặt đường là 3 mét, chiều dài khoảng 1.400 mét. Đến ngày 22 tháng 9 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau có công văn số 7.481 về việc rà soát xử lý đơn yêu cầu trên. Đến tháng 11 năm 2023, Ủy ban Nhân dân phường 8 thông báo sẽ cho làm lộ bê tông theo đơn yêu cầu của bà con. Tuy nhiên, Ủy ban Nhân dân phường chỉ thống nhất cho làm một đoạn lộ khoảng 600 mét tính từ cuối tuyến giáp với địa bàn huyện Trần Văn Thời đến ngược về địa bàn khóm 5 với chiều rộng mặt đường là 2 mét. Với quyết định này thì hầu hết người dân khóm 5 đều không đồng tình. Vì theo họ, với con lộ ngang 2 mét thì chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại của phương tiện xe máy, hạn chế việc giao thương mua bán của người dân. Người dân tiếp tục kiến nghị ngành chức năng xem xét mở rộng tuyến lộ này để việc đi lại dễ dàng, thuận tiện. Chuyên đề an toàn giao thông kỳ này của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại chuyên đề kỳ sau. Xin kính chào tạm biệt.